Hello. Ok, hello, xin chào các bạn. Giờ có một xíu trục trặc về cái live này ha. Rồi, giờ cô sẽ đợi các bạn vào, rồi mình bắt đầu học luôn. Rồi các bạn, bạn nào mới vào tương tác với cô nha. Hello Mai Tuyết, đúng rồi, mình comment tương tác với cô như vậy ha các bạn. Đây sẽ là một cái nhóm mới ha Mai Tuyết, thì sẽ có các bạn mới, không có, sẽ có cả các bạn của khóa trước và các bạn của khóa sau ha. Rồi bây giờ mình sẽ đợi các bạn như là thường lệ thôi. Các bạn vào.
Mai Tuyết làm trước đề chưa? Làm trước đề cô gửi chưa? Hello Vân Hải. Vẫn là Vân Hải, vẫn là Mai Tuyết. Không biết mấy bạn mới hôm nay như thế nào ta? Hiện mới có bạn nào vừa mới vào không? Thanh Thủy nè. Thanh Thủy, Cẩm Vân, Hoàng Sơn. Có bạn nào mới vào không? Hello Nam Phương. Rồi, ok. Mình sẽ bắt đầu từ tháng này trở đi đến tháng 6 mình sẽ chỉ giải đề rồi các bạn. Cái phần lý thuyết, những cái phần lý thuyết cô đã dạy trước đó rồi, khóa trước rồi ha. Mình sẽ bước sang khóa thứ hai, mình sẽ giải đề thôi. Rồi. Làm rồi hả? Ok, giỏi. Bài đọc khá là dài nên các bạn kiểu hôm nay mình học sớm xíu ha. Nãy mình bây giờ mình đã trễ 15 phút rồi. Bài đọc khá dài ha, cô muốn sửa kỹ bài đọc hôm nay nên mình sẽ là học bây giờ luôn ha các bạn. Rồi ok. Câu số 1 nè. Câu số 1, đáp án của mình là gì đây? Mình có clear, đúng không? Clear là gì đây? Ear. Rồi, here cũng là ear. Near cũng là ear. Phần cuối cùng mình có be là âm âm e ha. Cô copy sẵn một cái luôn. Rồi, lại nha. Clear, ear, be, e. Here, ear và near là ear. Câu gì đấy? Câu B ha. Be, âm e khác lại âm ear, một be. Ok, tiếp nè. Câu số 2. Follows. Follows. Ties. Books. Letters. Các bạn nhớ câu phần chú không? Thời phong kiến phương Tây đó, thời nè, T nè, P nè, K nè, F nè, F á, Tây là gì đây? TH ha. Ở đây mình có âm gì đây? Âm K là phải là kiến không? Thời phong kiến không? Thì sao? Những cái chữ mà có âm tiết cuối là chữ K thì nó sẽ có âm là S ha các bạn. Còn lại thì sẽ là phát âm như thế nào đây? Z ha. Còn lại khác không bắt đầu bằng thời phong kiến phương Tây, mình sẽ đọc là Z ha. Rồi, letters. Ok, mình chỉ có books là S thôi, books. Ok, còn còn C nha, 2C. Tiếp. Các bạn khác làm bài với cô chưa? Có gì nhớ comment đáp án nha các bạn. Comment đáp án để cô biết là cô nhớ tên các bạn nữa ha. Lại biết là các bạn đã làm bài hay chưa? Nhớ kiểm tra các bạn đã làm bài chưa? Rồi, câu số 23 nè. Enjoy. Enjoy âm nằm mạnh hơn, âm 1 hay âm 2? Enjoy âm âm số 2 các bạn, enjoy. Rồi, enter. Enter là âm số mấy đây? Enter, âm số 1 hay enter. Rồi, answer, answer. Âm mấy? Âm 2, âm 1 ha. Yellow, âm tiết 1 luôn. Rồi. Câu số 3, enjoy, hai khác 1 ha. Rồi. Câu số 4, asymmetry, asymmetry. Âm số 2 ha, asymmetry. Geometry, âm số 2 luôn. Photography, photography, âm số 2 luôn. Radiography, âm số 3 ha. Rồi. Ba khác, hai, câu câu D, được chưa? Asymmetry, geometry, photography, radiography. Con số 3 được chưa? Các bạn nhớ nè, mình có cái đuôi graphy đúng không? Thì trước cái đuôi mình sẽ nhấn cái từ âm tiết trước cái đuôi graphy đó. Mình cần có từ radio nè. Thì cái chữ O này phải trước cái đuôi graphy không? Mình sẽ nhấn ở đây. Và như được photography nhấn cái này ở đây. Mình đã học rồi ha. Rồi cái gì xem lại lý thuyết cho cô nha. Ok, câu số 4 là câu đi, các bạn có theo kịp cô không? Bạn nào mới thì có thể nói comment cho cô biết là mình có theo kịp hay không ha. Các bạn đã mở hết tài liệu rồi hết chưa? Vừa sửa và làm nha. Nhớ comment cho cô biết là các bạn đã làm tới đâu rồi để cô theo kịp tốc độ của các bạn ha. Tại các bạn mới, các bạn cũ nên cô sẽ đợi. Yên tâm. Kịp không? Kịp nha, kịp là đi tiếp nha. Rồi, câu số 5 nè. When I chấm chấm a shower, the thief broke into my house. Khi tôi đang tắm thì sao một tên trộm đột nhập vào nhà tôi?
Ở đây mình có verb nè các bạn. Verb đang ở thì gì nè các em? Các em thì quá khứ đơn đúng không? Verb 2. Quá khứ đơn. Rồi, hành động ngắn ha, đúng không? Hành động ngắn. Rồi, hành động mà đột nhập vào nhà là hành động ngắn thì sao? Hành động mà đang diễn ra là hành động dài là hành động gì đây? Đi tắm đúng không? When I was taking a shower, khi tôi đang tắm mà. Hành động dài nên mình chia quá khứ tiếp diễn. Một sự việc đang xảy ra trong quá khứ và có một sự việc khác chen ngang thì sao? Sự việc đang diễn ra mình sẽ chia quá khứ tiếp diễn và sự việc chen ngang mình chia quá khứ đơn ha. Câu 5 C. When I was taking a shower, a thief broke into my house. Câu 5 C ha. Ok, Nam Phương và Vân Hải ha. Rồi, tiếp nè các bạn. I am exhausted because I chấm chấm the house all day long. Tôi rất là mệt tại vì tôi đã dọn dẹp nhà cả ngày luôn. Mình có cụm all day long. Là sao? Muốn nhấn mạnh tính liên tục, đúng không? Cả ngày liên tục luôn, nhấn mạnh tính liên tục. Chứ là các bạn có thấy cái nốt của cô không ta? Đúng không? Và đây mình có thì gì các bạn? Một cái sự việc, một cái hành động kéo dài từ quá khứ đến hiện tại. Thì sao? Mình sẽ chia quá khứ hoàn thành. Nhưng mà mình muốn nhấn mạnh liên tục của nó thì sao? Mình thêm tiếp diễn vào, mình có hiện tại hoàn thành tiếp diễn ha. Các bạn có hiểu cái này không? Có hiểu cái này không? Tại sao là dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn không? Hả các bạn kia? Đúng rồi. Rồi nhắc lại nha. Một sự việc kéo dài từ quá khứ đến hiện tại, mình sẽ chia hiện tại hoàn thành. Nhưng mà ở đây mình có all day long là cả ngày liên tục luôn. Mình muốn nhấn mạnh tính liên tục của nó, mình phải thêm tiếp diễn vào ha. Hiện tại hoàn thành và tiếp diễn. Câu A, have been cleaning. Ok chưa? Câu số 6 là câu A ha. Rồi. Rồi. Câu số 7 nè. A home to come back is what everyone chấm chấm to have. Một ngôi nhà để trở về là những gì? Như là những thứ mà tất cả mọi người đều muốn có. Rồi mình có everyone. Phải không? Ở đây mình chia động từ đúng không? Everyone của mình là chủ ngữ các bạn. Chủ ngữ một cái subject. Subject thì sẽ cộng với gì đây? Một cái verb, một cái động từ đúng không? Mình sẽ chia động từ ở đây đúng không? Rồi, ok. Chủ ngữ của mình là số ít hay số nhiều? Chủ ngữ mình là số ít tại vì sao? Nó là đại từ bất định là luôn luôn là số ít ha. Vì nó là đại từ bất định. Nên nó là số ít các bạn. Everyone đâu biết ai đâu, mình đâu chỉ ai thẳng một người rồi đâu, đúng không? Là chủ ngữ số ít thì động từ cũng phải chia số ít luôn. Thì sao? Thêm s vào câu I have once. Everyone wants to have. Câu A, ok chưa? Dễ hiểu ha, mấy câu này khá là dễ. Rồi, tiếp, mấy bạn hiểu câu này ha. Số ít nha. Rồi, từ từ để cô. Chủ ngữ số ít nên là động từ chia số ít. Câu số 8 nè. My mom is in the hospital. I chấm chấm come to the hospital immediately. Mẹ tôi đang ở trong bệnh viện. Tôi như thế nào đó đến bệnh viện ngay lập tức. Mình có would, có could, mình có may, mình có must. Câu gì đây? Câu nào mà bắt buộc phải làm, tôi phải đến ngay tức khắc. Câu đi ha, tôi bắt buộc và tôi phải đến ngay tức khắc. Must nhấn mạnh ha các bạn. Would thì chỉ là tôi sẽ thôi, còn must thì tôi phải, đúng không? Cái mức độ đó là nghiêm trọng nhất ha. Tôi phải đến, bắt buộc phải làm gì? Rồi câu số 8 câu đi ha. Rồi tiếp nè, câu số 9 nè. It is necessary that COVID-19 patient chấm chấm as soon as possible. Mình có từ quarantine. Quarantine nó đang nghĩa là cách ly ha. Rất là cần phải cách ly bệnh nhân COVID-19 càng sớm càng tốt. Mình có cụm as soon as possible là mình có viết tắt là ASAP đó các bạn. Cụm này viết tắt là ASAP đó. Các bạn thấy as soon as possible viết tắt là ASAP nghĩa là càng sớm càng tốt. Nếu mà một người nói là I will call you ASAP nghĩa là I will call you as soon as possible ha. Rồi.
Câu này mình sẽ có cấu trúc giả định, it is necessary. Cấu trúc giả định thì sao? Động từ phải chia nguyên mẫu nhưng mà đây là bị động cho nên là should. Vậy là cộng bị động thì sao? Be cộng với lại verb hai đúng không? Be quarantined. Câu be ha, bị động, câu này là câu bị động. Bệnh nhân COVID, nhiễm COVID-19 phải được cách ly chứ không phải là bệnh nhân tự cách ly ha, phải được cách ly là bị động. Rồi, ok, chính B ha. More emphasis should be placed on chấm chấm alternative sources such as wind, solar energy and tides. Cần chú trọng vào việc gì đó, các nguồn lực thay thế, alternative sources là những nguồn lực thay thế như là gió, năng lượng mặt trời và thủy triều, tides là thủy triều ha. Wind, gió đó, solar energy là năng lượng mặt trời. Chú trọng hơn vào việc làm cái gì với bạn? Ở đây mình sẽ sau giới từ on đúng không? Develop là phát triển, chú trọng hơn vào việc phát triển. Sau giới từ on mình phải điền verb in ha, developing, ok chưa? On developing alternative sources, 10C. Nghĩa là sau giới từ mình phải điền verb in. Rồi câu số 11 nè. Hurricane Katrina was the costliest natural disaster in history. Đây là một câu hỏi tag question, một câu hỏi đuôi đúng không các bạn? Bão Katrina là thảm họa thiên nhiên tốn kém nhất trong lịch sử phải không? Ở đây mình có was. Một cái was ở đây đang thể gì đây? Đang thể khẳng định. Đang thể khẳng định. Cho nên là cái câu hỏi đuôi của nó phải là thể phủ định đúng không? Phải ngược lại đúng không? Vậy sao mình có was thì phủ định nó là gì? Wasn't it. Câu 11 câu đi ha. Nhắm mắt cũng khoanh được, không thể nào sai được. Rồi, câu số 12 là US policy makers are forced to make hard choices, economy and environment priorities. Rồi, các nhà hoạch policy makers là gì? Nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ bị buộc phải đưa ra những lựa chọn khó khăn. Cái gì đây? Khó khăn. Ưu tiên về kinh tế và môi trường. Priorities là ưu tiên ha. Ở đây mình có economy and environment. Có phải là từ nối liên từ and không? Thì sao? Liên từ and là so sánh giữa là có hai vật A và B đúng không? Thì cái nào mình dùng được với A và B, kiến thức về giới từ. Mình có between, before, of và do này. Câu gì đây? Câu A hay between A and B, between economy and environment ha. Mình chỉ sử dụng từ between này khi mà có hai đối tượng thôi ha các bạn. Ở đây mình có hai đối tượng là economy and environment ha. 12 câu A, ok chưa? Câu số 13 nè. Famous people become privacy they have. Cái câu này có dịch là gì đây? Những người à không, mình có cấu trúc trước. Mình sẽ có cấu trúc so sánh kép. Mình sẽ có the cộng với cấp so sánh hơn cộng với subject và verb, và the cộng với cấp so sánh hơn cộng với subject và verb. Ok chưa? Ở đây mình có câu A là sai cấu trúc rồi, không có câu cái thứ hai không có the loại câu A. Rồi câu B thì sao? The more the less đúng cấu trúc chưa? Đúng rồi ha, mình khoanh câu B. Rồi mình có the more famous people become the less privacy they have. Những người càng trở nên nổi tiếng thì quyền tư của họ càng ít đi. Priorities, hồi nãy là cô nói là ưu tiên ha. Nãy cô có nói rồi. Priorities, ưu tiên. Quên quên nghi nghĩa. Rồi. Được buộc, bắt ép buộc, force, bắt buộc phải đưa những cái lựa chọn khó khăn giữa kinh tế, giữa những ưu tiên về kinh tế và môi trường. Priorities là ưu tiên. Những ưu tiên nha. Priorities là một ưu tiên. Priorities là một ưu tiên. Còn priorities là những ưu tiên. Đó, thêm ES vào. Bỏ y vào thêm ES vào. Rồi. Ở đây là câu A nè. Trong tiết Mai Tuyết câu 13 là không, 13 không không ăn quay được. Tại vì sao? The more. Với thứ nhất đúng đúng không? Nhưng mà với thứ hai nó thiếu gì đây? Với thứ hai thiếu the. Rồi less more. Cái này câu này thiếu the hết luôn. Chỉ có câu B là đúng ngữ pháp thôi. The more, the less. Ok, tiếp nha, các bạn theo kịp không?
Thì hay kịp không không? Kịp ha. Ưu tiên đúng rồi, ưu tiên. Rồi trên 7 này. Không biết các bạn có thấy không ta? Có hay nốt của cô không? Có gì nốt vào trong bài nha, nghe chưa? Rồi ok. Rồi, nước tiếng rồi mới vào ha. Không sao. Rồi, câu số 14 nè. I am proud to say that and friendliness are feature of Vietnamese people in the eyes of many foreigners. Rồi mình có là friendliness. Các bạn thấy chị liên từ and không thì sao? Friendliness chính là một cái danh từ, một cái noun. Đúng không? Và mình có liên từ and đồng nghĩa với việc là hai cái từ này nó phải cùng cùng loại ha. Ở đây mình có friendliness là một cái noun thì trước nó cũng là một cái noun đúng không? Mình có hospitably là adverb và một cái trạng từ mình loại được câu ấy. Rồi hospital là noun, bệnh viện. Hospitality là noun cũng là từ từ đây là lòng hiếu khách ha. Cô dịch nghĩa luôn cha. Lòng hiếu khách. Nhưng mà cái đề hospital á, nó là một cái noun nhưng mà nó lại mang nghĩa là bệnh viện. Rồi, ở đây hospitable là một cái tính từ adjective ha. Mình loại được câu A và câu D tại vì mình đang cần một cái noun các bạn. Mình sẽ nói là bệnh viện hay lòng hiếu khách đây. Câu C hay lòng hiếu khách ha. I'm proud to say that hospitality and friendliness are feature of Vietnamese people in the eyes of many foreigners. Tôi tự hào nói rằng sự lòng hiếu khách và sự thân thiện là nét đặc trưng của người Việt trong mắt nhiều người nước ngoài. Foreigners là người nước ngoài ha. Ok chưa? Nhớ nha, khi mình nói foreigner sẽ nhớ người nước ngoài nha. Chỉ là chỉ cần là người ở không phải Việt Nam mà mình có thể nói là foreigner, người nước nước nào cũng được, nước Mỹ, nước Ý, Anh, nước Đức cũng là foreigner hết. Mình quy chung, mình gọi chung họ là foreigners. Còn nếu như mà họ ở trong nước mình á, họ họ trong nước của họ và mình tới nước họ thì họ sẽ gọi mình là gì đây? Họ sẽ gọi mình là foreigner sao? Tại vì mình đến từ nước khác đó. Foreigners người nước ngoài. Rồi. Ok, 14 câu. Câu C hay các bạn? Hospitality. Sự lòng hiếu khách. Câu số 15 là For us, the show didn't all the enthusiastic publicity it received. Với tôi, với chúng tôi, bộ phim như thế nào đây? Như công chúng đã mong đợi. Mình có nè. Break down là hỏng và suy nhược. Trong lúc cô type thì các bạn suy nghĩ nha. Live up to là xứng đáng với. Như là xứng đáng với. Đạt đến mong ước. Rồi. Turn up to là xuất hiện. Mình suy nghĩ câu này coi. Câu số 15 nha. Get through là hoàn tất và xoay sở ha. Cái đề này thì nó dài ở cái phần bài đọc thôi nên các đứa gắng làm có cái phần trách nhiệm đáng đúng hết. Rồi cái bộ phim không được hay như là công chúng đang mong đợi, không được hay. Ví dụ là the show didn't live up to all the, nghĩa là không có xứng đáng với những cái mong đợi của công chúng, hiểu không? The show didn't live up to all the enthusiastic publicity it received. Rồi bộ phim không được, không có được hay như là công chúng đã mong đợi, không có được đạt đến mong ước của công chúng. Đó, ở đây mình có live up to, nó mày nghĩ như thế. Được không? 15 câu B, nước tiếng đúng rồi ha. Các bạn khác có làm bài hết chưa cô chưa? Mình nhớ là mình cô gửi đề trước các bạn nhớ làm trước nha. Và mình làm bài trước mình sẽ có thời gian suy nghĩ ở nhà ha. Còn nếu cô đi sửa thì mình sẽ có lúc cô sẽ sửa hơi nhanh xíu. Được không? Mình sửa bài mà đâu có cô sẽ dự giảng vừa sửa nhưng mà nó vẫn sẽ nhanh hơn khi mà các bạn tự làm. Rồi. Police have told me that searching for my missing cat will be like. Rồi ở đây mình có một câu về thành ngữ ha. Finding a needle in a haystack. Mò kim đáy bể. Rồi. Blood and thunder. Kịch tính.
Throwing couch caution onto the wind. Không thận trọng. Liều lĩnh làm gì? Rồi, a fish out of water. Lúng túng mà, không thoải mái. Rồi. Cảnh sát nói tôi rằng việc tìm kiếm chú mèo mất tích của tôi giống như là gì đây? Kịch tính hả? Giống như là không thận trọng hả các bạn? Giống như là mò kim đáy bể ha. Nước ngoài nó cũng có thành ngữ giống như Việt Nam mình thôi ha. Finding a needle in a haystack. Rồi mò kim đáy bể. Mà nhớ nha, nhớ cho cô nha. Rồi ok. Tiếp là câu số 16 là câu A ha. Câu số 17. Investor and regulators could, if they choose, make for depressed markets. Rồi, các nhà đầu tư, investor and regulators là gì đây? Nhà đầu tư nè. Và cơ quan quản lý. Đó. Có thể nếu họ chọn, họ sẽ tạo ra sự hỗ trợ cho các thị trường suy thoái. Depressed market không phải là chợ mà bị buồn nha mấy đứa. Thị trường suy thoái. Như là suy thoái thị trường, những thị trường mà bị suy thoái. Rồi, mình sẽ có cụm là make allowance for. Mang nghĩa là chiếu cố và hỗ trợ. Đây, make allowance for, chiếu cố hỗ trợ. Rồi, nhà đầu tư và cơ quan quản lý có thể, nếu họ chọn, họ sẽ tạo được sự hỗ trợ cho các thị trường bị suy thoái. Có câu C ha, à, là câu D ha, allowances, make allowances for. Rồi, câu số 17, các bạn cái cụm này mới ha, các bạn nhớ học cho cô nha. Cụm này mới ha, các bạn nào không biết mấy cụm này sẽ không làm được không? Allowance, chiếu cố và hỗ trợ ha. Rồi, nói lại cho coi nha. Ok chưa? Ok nhé. Thì mấy câu, cô chi ha, adapt allowances. Rồi, câu số 18 nè. A comparison of the two famous movies clearly show their orientation. Rồi, mình có orientation là gì đây? Định hướng. Comparison là sự so sánh. Rồi, famous movie là hai bộ phim nổi tiếng. Rồi, mình có cả câu là gì đây? Sự so sánh hai bộ phim nổi tiếng cho thấy những cái định hướng như thế nào? Mình có joyful là vui vẻ. Difference là khác nhau. Annoying là phiền phức. Infamous là ô nhục và khét tiếng. Rồi, sao thấy những cái định hướng nha các bạn? Định hướng phiền phức hả? Định hướng vui vẻ hả? Định hướng khác nhau ha, hai bộ phim. Cái sự sánh của hai bộ phim sẽ cho thấy chúng ta, cho chúng ta thấy rõ những cái định, hai định hướng khác nhau. Rồi, different orientation, orientation là định hướng à. Rồi, ok, câu số 18 câu B ha. Rồi, câu số 19 nè. All of my friends are using TikTok, so I decided to jump on the and join it too. Mình có media là phương tiện truyền thông. Rồi. Phương tiện truyền thông là media ha. Rồi. Platform là nền tảng. Rồi. Bandwagon là gì? Phong trào. Bandwagon. Wagon. Phong trào. Departure là sự khởi hành. Rồi. Một số một cái cụm là gì đây?
Jump on the bandwagon, hành động theo trào lưu ưa chuộng và thịnh hành. Ok, thì tất cả bạn bè của tôi đều sử dụng TikTok nên là tôi muốn theo cái phong trào đó luôn. Ok, tôi muốn theo cái phong trào giống như các bạn của tôi ha. Jump on the bandwagon ha, and join it too. Ok chưa? Này hơi im ắng ha. Chết rồi. Câu 19, câu C các bạn nhớ nốt lại cho cô nha. Nốt lại trong bài cho cô nha. Nhớ không? Rồi ok Nam Phương câu 19 câu C hay bạn wagon. Hành động theo jump on the wagon. Hành động theo trào lưu hoặc là những hành động theo sự thịnh hành ưa chuộng hả? Ok chưa? Ok không các bạn, có theo kịp không? Các bạn mới vào thì sao đây? Tại sao các bạn mới không, hình như là không comment gì hết vậy ta? Chết rồi. Vô học với comment cho cô đáp án nha. Không biết thì nói không biết chứ đừng có im lặng. Là có gì hỏi thì có hỏi cô chứ. Im ắng quá. Im ắng quá, lớp học im ắng quá. Rồi, câu số 20 nè. The company gave a short yet compelling statement to the press their recent scandal. Công ty đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn nhưng đầy thuyết phục với báo chí về vụ bê bối gần đây. Mình có short, short là ngắn gọn. Rồi nhớ lại nha, Đức Tiến nè hay bị lộn chỗ này nè. Closest meaning là từ gì đây? Từ gần nghĩa ha, từ gần nghĩa là từ đồng nghĩa đó, từ gần nghĩa nhất. Nhớ nha, từ gần nghĩa nha. Temporary là tạm thời. Rồi, sharp, sắc bén. Brief là ngắn gọn, đại khái. Quick là nhanh chóng. Rồi, gì đây? Ngắn gọn, nhanh chóng. Có lại brief như là các bạn kiểu là một cái brief như là kiểu rút gọn lại đó, rất là ngắn. Brief story là một lịch sử gọn, cái lịch sử mà kiểu mình chỉ kể sơ lược thôi, đó mà sơ lược ha, sơ lược. Câu C ha, brief đồng nghĩa lại short, ngắn gọn ha. Ok, according to a study, not all heavy drinkers are alcohol dependent or alcoholics. Rồi, theo một nghiên cứu, không phải nha, tất cả những người uống rượu nhiều đều phụ thuộc vào rượu hoặc là nghiện rượu. Alcohol dependent là phụ thuộc vào rượu và alcoholics là người nghiện rượu. Người phụ thuộc vào rượu và người nghiện rượu. Alcoholics nghiện rượu hả? Và heavy drinkers là người uống nhiều rượu. Đó. Blind drunk là say khướt, say tí bỉ, say bí tỉ. Say bí tỉ là say, là say luôn mấy đứa. Rồi, mình có người không bao giờ uống là who, people who never drink. Drunkard là ai đây? Drunkards là những người uống nhiều rượu hả? Và people who use a particular drink là ai đây? Người uống một loại nước uống đặc biệt ha. Rồi, câu nào đây? Heavy drinkers là người uống nhiều rượu. Và đồng nghĩa với câu gì đây? 21 đi à. People who use a particular drink. Câu nào? Rõ ràng nhất ha, câu C là drunkards. Được không? Drunkards. Heavy drinkers là người uống nhiều rượu. Đồng nghĩa của đó là drunkards. Đừng uống nhiều rượu luôn. Hả? Kịp không? Kịp nói cho cô không? Rồi cô đợi các bạn một xíu xíu nha. Các bạn nói lại cho cô nha.
People use a particular drink là người uống một loại nước uống đặc biệt. Đó, cô dịch rồi đó. Không có tưởng. Cứ tưởng cứ nghĩ là sao nhỉ? Tìm cô từ drinkers đi đó, người uống nhiều rượu đó, heavy drinkers á. Ha. Rồi, mình xuống câu số 22 chính là gì đây? Opposite, hay là đối nghĩa nha. Opposite thì lại dễ hơn đúng không các bạn? Dễ hơn hay là đồng nghĩa dễ hơn? Có thấy đồng nghĩa, công nghĩa khó hơn, thường opposite nó cho rất là rõ ràng được. Rồi. Như các bạn như là mình câu opposite các bạn sẽ không cần biết nghĩa, các bạn thấy nó lạ lạ thì các bạn khanh cũng được đúng không kiểu vậy. Rồi, this is the list of top 10 viral videos this week. Đây là danh sách 10 video lan truyền viral là gì đây? Nổi tiếng. Là danh sách 10 video nổi tiếng hàng đầu tuần này. Viral chính là nổi tiếng nha các bạn. Nổi tiếng và nổi lan truyền được nhanh. Rồi, well mannered là lịch sự. Unpopular là không nổi tiếng, không phổ biến. Đó, nhìn là biết liền. Interesting là thú vị. Và interactive là mang tính tương tác. Rồi, interactive, các bạn có thấy không ta, có bị trừ, có bị... Rồi, thì chắc chắn nổi tiếng, đối nghĩa với nổi tiếng sẽ là không nổi tiếng là unpopular. 22 câu B, quá dễ. Tiếp, câu số 23. When I think back on those times we share together, I can't help but feel a little sad. Khi nghĩ lại, think back là nghĩ lại, đúng không? Nghĩ lại. Khi nghĩ lại về những khoảng thời gian chúng ta chia sẻ cùng nhau, tôi không khỏi chạnh lòng ha. I have a feel a little sad. Tôi không khỏi chạnh lòng. Rồi nghĩ lại thì sao? Đối nghĩa với nghĩ lại nha. Remember là nhớ, forget là quên. Recall là nhớ lại. Disregard là không để ý. Rồi, có gì đây? Nghĩ lại thì đối nghĩa với nghĩ lại là quên, là forget. 23 câu, câu B hay các bạn? Quá dễ, quá dễ. Rồi, 24 này dễ hơn nữa nè. Rồi, Daisy and Bob are... Cái đề hai cái đề 50 câu các bạn làm hết 25 câu đầu quá dễ đúng không? Đã được 5 điểm rồi đó. Giờ làm thêm thêm cỡ 20 câu. Ê, thêm cỡ 10 câu nữa là 7 điểm hả? Mười mấy câu á. Daisy and Bob are talking about a project on recycling paper. Nào, Daisy và Bob đang nói về một dự án tái chế giấy, đúng không? I think the project would be a great success. Tôi nghĩ là dự án sẽ thành công tốt đẹp. Thằng Bob nói gì đây? A lot of people support this. Rất nhiều người ủng hộ điều này. Rồi, câu số A. A là gì đây? I hate it. Tôi ghét nó. Không, đâu hợp nghĩa đâu loại. I'm not sure about it. Tôi không chắc về điều đó. Loại luôn. What a tragedy. Hoặc là một bi kịch. Hoặc là đi. You can say that again. Tôi hoàn toàn đồng ý. Câu nào đây? Chết rồi. 424C là sao? Tôi nghĩ dự án sẽ thành công tốt đẹp mà là một thảm họa, một bi kịch hả? What a tragedy hả? What a tragedy là thật là một bi kịch nha mấy đứa. You can say that again là tôi hoàn toàn đồng ý cái này học rồi nha. Hả? 24B hả? Rồi. Nhà đây cô. Lại nha. Chết rồi. Daisy Bob này nói về một dự án tái chế giấy. Rồi, thằng này nói gì đây? Tôi nghĩ dự án sẽ thành công, tốt đẹp. Rồi. A lot of people support this. Rất nhiều người ủng hộ điều này. I hate thì là tôi ghét nó. I'm not sure about that là tôi không chắc về điều đó. What a tragedy là gì đây? Nãy là cô nói là một hoặc là một bi kịch. Và
I, you can say that again. Là tôi hoàn toàn đồng ý. Câu nào đây? Đó, dịch nghĩa hết sẵn rồi đó, để đó luôn đó. Trả lời lại. Không được câu B, câu C. Sai rồi. Câu nào đây? Câu này nó bán với cô nào mới được. Tại sao dự án thành công tốt đẹp mà lại là một thảm họa, một bi kịch ở kia? Câu D đúng không? Tôi hoàn toàn đồng ý. You can say that again. A lot of people support this. Ok nha. Rồi. Hải is preparing for his trip to the UK. He need to send document to the staff. Hải đang chuẩn bị cho chuyến đi Anh của anh ấy. Anh ấy cần gửi tài liệu cho nhân viên làm thủ tục. Rồi, staff và nhân viên. Nói gì đây? Send us the necessary documents for your flight no later than 12 hours before departure. Gửi cho chúng tôi các giấy tờ cần thiết cho chuyến bay của bạn trước 12 giờ trước khi khởi hành. Rồi, thằng Hải nói gì đây? I'll send it on time. Rồi, yes, mình có yes, of course. Vâng, tất nhiên rồi. Tôi sẽ gửi nó vào đúng giờ. Câu B là no, not this time. Không, không phải lúc này. Tôi sẽ gửi nó vào đúng giờ. Rồi câu C là I can't believe it. Không, tôi không thể tin được. Tôi sẽ gửi nó vào đúng giờ. Câu D là don't do that. Đừng làm vậy. Tôi sẽ gửi nó vào đúng giờ. Câu nào đây? Câu A hay yes, of course, I'll send it on time. Vâng, tất nhiên rồi. Tôi sẽ gửi nó là đúng giờ. Hả? 25 câu. Câu A ha. Rồi, tiếp. Câu này hơi khó chịu nè mấy đứa. À, mấy đứa hiểu bài của cô chưa? Hiểu bài chưa? Hiểu bài chưa? Tiếp nha. Cái phần này nó hơi khó một xíu. Các bạn có để ý xíu cô nha. Nó hơi nhiều nữa. Rồi, chia làm đôi màn hình ha. Thấy rõ màn hình của cô không? 25, 25A đúng rồi ha. 25A đúng rồi. Yes, of course. Rồi, bây giờ sẽ đến câu 26. Để tức những cái câu còn lại chỉ là bài đọc thôi. Rồi, bạn nào mà thấy đủ điểm rồi có thể out. Còn bạn nào muốn điểm cao hơn thì ngồi tiếp ha. According to a new survey, theo một cuộc khảo sát mới, people live in Britain's rural areas or more. Chấm chấm. Những người sống ở vùng nông thôn của Anh như thế nào về tương lai này? About the future. Mình có pessimistic. Beware. Truthful là thật thà. Rồi, optimistic là lạc quan. Cô xử hết đề mà. Vậy nào rồi satisfactory thỏa đáng. Nên cô thử hết đề, thử hết ba bài đọc luôn. Rồi. Cô vừa dịch ha, dựa vào cái khảo sát thì những người mà sống ở vùng nông thôn của Anh như thế nào đây? Lạc quan ha. Lạc quan về tương lai, optimistic about the future and happier about their quality of life than people in the city and town. Và họ sống ở nông thôn, họ hạnh phúc về chất lượng cuộc sống của họ so với những người ở thành phố và thị trấn. Hôm nay các bạn hiểu rồi ha. Rồi, mình đang ở cái câu này ha. 26 là câu C. Optimistic chính là lạc quan nha các bạn. The countryside. Các bạn nhớ theo dõi trên bảng cô đang đọc cái phần nào, bạn nhớ theo dõi nha. Rồi, the countryside living index carry out. Chỉ số sống ở nông thôn. Carry out gì đây? Thực hiện để ghi lại cảm nhận. Carry out chấm chấm how people feel about their lives. Chỉ số sống ở nông thôn được thực hiện để ghi lại cảm nhận của mọi người về cuộc sống của họ. Mình có một cái mục đích đúng không? Để ghi lại đúng không? Để record, record đúng không? Thì mình sẽ dùng to verb để mình chỉ mục đích ha. Rồi, ví dụ như nè, carry out để làm gì, đưa để làm gì, to record, thực hiện để ghi nhận lại. Carry out là thực hiện để làm gì đây, to record để ghi nhận lại. Về, ghi lại cảm nhận của mọi người về cuộc sống của họ.
Mình đang dùng cái từ record để chỉ ra mục đích. Carry out to record how people feel about their lives. Rồi, câu này hiểu không? Còn giảng lại không? Rồi, không cần giảng lại đúng không? Found that the satisfaction ratings of people living in the countryside lift by 10.7%. Cho thấy mức độ hài lòng của những người sống ở nông thôn đã tăng lên 10,7%. Rồi. Như nào đây? The first and second quarters of 2013. Trong khoảng thời gian từ quý 1 đến quý 2 năm 2013. First and second là quý 1, quý 2 nha. Quý 1 là gì đây? Từ tháng 1, tháng 3, quý 2 là từ tháng 4 tới tháng 6. Mình sẽ có hai nè. Mình sẽ có liên từ and đúng không? 1 và 2 thì sao? Ở giữa 1 và 2 between A and B, between 1 and 2. Cô D ha. Tôi vừa thấy bài nào comment rồi mất tiêu rồi. Chết rồi. Comment lại mấy đứa ơi. 28 câu gì between có the first and second là thì sao? Hai đối tượng A và B mình phải dùng between để chỉ hai đối tượng đúng không? Rồi, with their views about the cost of living, với quan điểm của họ về cái chi phí sinh hoạt, education and crime are improving. Giáo dục và tội phạm đều được cải thiện. People in both rural and urban areas said that they felt more optimistic about health, education and the environment. Người dân ở nông thôn và thành thị cho biết họ cảm thấy lạc quan hơn về sức khỏe, giáo dục và môi trường. Mình sẽ có nào rural and urban areas. Rural là gì đây? Rural là nông thôn, còn urban là thành thị. Urban chính là thành thị các bạn. Còn rural là nông thôn. Rồi những cái khu thành thị và nông thôn ở nước Anh đó mình đang nói về cái bài mình đang nói về vấn đề đó ha. Rồi, but the positive change was much more pronounced among country dwellers than city inhabitants. Rồi. Thì đó rõ rệt cái sự thay đổi đó, cái sự thay đổi mà tốt hơn đó, nó thay đổi rõ rệt hơn ở người dân nông thôn so với người dân thành phố. Đó. People from urban areas also said that they were increasingly more worried about crimes than those in the countryside and overall. Thì sao những cái con người ở thành thị cũng cho biết rằng họ rất là lo lắng về tội phạm và hiện họ đặc biệt lo lắng hơn về tội phạm so với lại những cái người ở nông thôn. Đó những người thành thị sẽ lo lắng về những cái vấn đề tội phạm nhiều hơn. Rồi, the rise in perceived quality of life was three times higher than the countryside than in the cities. Rồi. Và nhìn chung overall đó và nhìn chung sự gia tăng về chất lượng cuộc sống ở nông thôn cao gấp 3 lần so với ở thành phố ha. Rồi đoạn cuối nè. Tim Price, ông Tim Price ha. Who carry out the study? Cái người thực hiện cái người ông Tim Price ông thực hiện nghiên cứu rằng gì đây? The recession made life in the countryside very tough for many people. Suy thoái kinh tế khiến cuộc sống ở nông thôn rất khó khăn đối với nhiều người. Rồi, it's great news to see concern about the cost of living easing. Thật tuyệt khi thấy những lo ngại về chi phí sinh hoạt giảm bớt. Như thế nào đấy các bạn? Mình có for là vì. Or là hoặc. So là vì vậy. Và but là nhưng. Nhưng đúng không? Suy thoái kinh tế, cuộc sống ở nông thôn rất khó khăn đối với nhiều người. Chấm chấm. Thật tuyệt khi thấy những lo ngại về chi phí sinh hoạt được giảm bớt. Đó là gì các bạn? Vì vậy đúng không? Câu C. So, it's great news he concerned about the cost of living easing. Câu C ha. Câu này có hiểu không vậy? Các bạn có hiểu là cái việc suy thoái kinh tế này nó khiến cuộc sống nó khó khăn. Vì vậy, một cái hoặc là một cái tin tốt khi mà những cái chi phí sinh hoạt được giảm bớt. Em ao vô lại đã hơi lát. Tôi có chắc lại mạng của cô coi.
Mấy cái cô vẫn bình thường mới đó ơi. Những cô bình thường. Và mấy bạn khác thì có lát không? Mấy Mai Tuyết hay là Nam Phương thì có lát không? Rồi các bạn có hiểu câu này chưa? Tiếp câu cuối cùng nha, câu cuối cùng của bài này nha. However, for young people, the lack of rural job paying a living. Rồi mình sẽ có cụm living wage, mức lương tối thiểu ha. Thì các bạn đã biết là câu nào đó, câu A ha. And housing costs continue to make it hard for them to live in the countryside. Tuy nhiên, đối với những người trẻ tuổi, việc thiếu việc làm ở nông thôn với mức lương đủ sống và chi phí nhà ở tiếp tục khiến họ khó sống hơn ở nông thôn. Bạn có wage, mức lương tối thiểu, salary là lương, C là nhìn thấy và income là thu nhập. Rồi ngoài bạn Đức Tiến ra thì có bạn nào lát không mấy đứa? Bạn Đức Tiến thì có bạn nào lát không? Rồi các bạn cô để đáp án là một quà đáp án to một lần nữa cho các bạn theo dõi ha. Rồi. Cái gì các bạn không nghe kịp các bạn có thể tua lại like để có thể hiểu về bài đọc này, không thì các bạn có thể qua luôn ha. Ok. Tiếp nha, 30 rồi đó. Còn còn hai bài đọc nữa, khá là dài ha. Ừ, 30A wage, nước lương tối thiểu. Rồi cô sẽ dịch hết các bạn hai cái hai bài này luôn. Hơi hơi dài xíu mà không sao. Các bạn ráng nghe nha. Rồi. Có một số từ cô sẽ đọc nó không có đúng lắm tại vì nó là tiếng địa phương. Hả? Ví dụ là the capital city of Venezuela đó mấy đứa. Venezuela. Caracas. Caracas không biết là tiếng Anh thì tiếng Venezuela đọc như nào. Caracas gọi là Caracas. The capital city of Venezuela, Caracas, has some of the worst traffic jam in the world. Thủ đô Caracas của Venezuela có một số tình trạng tắc đường tồi tệ nhất trên thế giới. The situation is so bad that psychiatrists have to begin to give advice to commuters about what to do when they are in the traffic jam to get them less stress. Rồi cái câu này nghĩa là gì đây? Cái tình hình mà tắc đường ở cái thành phố này nó tồi tệ đến mức mà các bác sĩ tâm thần. Câu này cái từ này nó hơi dài. Cô ghi là bác sĩ tâm thần đi. Đó. Bác sĩ tâm thần như thế nào đây? Phải bắt đầu đưa ra một lời khuyên, đưa ra những lời khuyên cho những người đi làm về về việc họ phải về việc những cái việc cần làm khi mà những cái việc cần làm khi họ gặp khó khăn để giúp họ bớt căng thẳng hơn. Mình có commuters là những người đi làm á. Rồi, ý là những bác sĩ tâm thần mới đưa ra những cái lời khuyên cho những người đi làm để cho họ những cái cách giải quyết khi họ gặp khó khăn để họ bớt căng thẳng hơn. Rồi, the advice includes the following. Những cái lời khuyên bao gồm những điều sau. Eat a snack, ăn nhẹ. Read a book, đọc sách. Do a crossword, giải ô chữ. Listen to music, but don't punch or shoot anyone. Nghe nhạc nhưng mà đừng có đấm hoặc là bắn bất kỳ ai hết. Các bạn nghe kỹ, các bạn nghe rõ không? Crossword, chơi ô chữ. Giải ô chữ. Rồi, ok, tiếp. Đó là chung là cái đoạn đầu tiên này nó nói về cái sự việc mà nó tắc đường khủng khiếp ở cái thành phố này ha. Đó, mình nghe summarize là ý vậy. The number of cars owners in Caracas has increased dramatically and result of this has been blocked motorways and side streets that are jammed from early morning until late at night. Cái câu nghĩa là gì đây? Rồi, số lượng chủ sở hữu ô tô ở Caracas đã tăng lên đáng kể và kết quả của việc này là các đường ô tô và các đường phụ bị tắc nghẽn từ sáng sớm cho đến tận khuya ha.
cái trường hợp này nó tắt đường hoài từ sáng đến khuya luôn. Rồi, entire district are paralyzed. Entire district are paralyzed. And the situation, đây cô đang đọc cái câu này đây. And the situation is driving some motorists crazy. Toàn bộ các quận bị tê liệt và tình hình khiến một số người đi xe máy phát điên ha. Rồi, doctors say stress is causing both physical and mental damage and is leading to more cases of road rage including shootouts. Rồi, các bác sĩ cho biết căng thẳng, stress là bị stress, bị căng thẳng đó, gây những thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần và dẫn đến nhiều trường hợp cuồng nổ trên đường hơn, bao gồm cả những vụ nổ súng, including shootout. Vụ nổ súng à. Rồi, tiếp. Mày thấy tình hình nó phức tạp không mấy bạn? People who try to avoid the traffic jam by leaving home at 5 a.m. have been warned that they may suffer from lack of sleep. Những cái người ở thành phố sống ở thành phố này, họ sẽ cố gắng, họ dùng cách là họ họ cố gắng tránh tránh tắc đường bằng cách rời khỏi nhà lúc 5 giờ sáng và được cảnh báo rằng họ có thể bị thiếu ngủ, lack of sleep, thiếu ngủ ha. Nghĩa là dậy sớm để tránh tắc đường xong bị thiếu ngủ mới được. Rồi, which is reduced productivity. Và cái việc này nó giảm năng suất làm việc. Make them irritable and have a negative effects on their family life. Ảnh hưởng đến họ và họ cấu kỉnh hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống gia đình của họ. People are feeling more and more anxious and tense. Mọi người ngày càng cảm thấy lo lắng và căng thẳng hơn. Robert, the former head of Venezuelan Society of Psychiatry, you know, told the lady newspaper UTMS, có mấy cái từ nó hơi cô không biết đọc. Noticias hả? Thế là mấy cái từ địa phương mấy đứa. Kiểu là cái ông Robert này là sao? Ông là lãnh đạo của Hiệp hội Tâm thần học. Rồi, ông nói với một cái tờ nhật báo tên là UTMS gì đó. Rồi, by psychologist Heman, cái từ này là Oliveira hả? Said that the disruption in mental processes was making people less open to criticism. Rồi, thì sao cái ông Robert này ông nói rằng mọi người ngày càng cảm thấy lo lắng và căng thẳng hơn, đúng không? Còn một nhà tâm lý học khác nữa, ông tên là Heman, ông nói rằng sự gián đoạn trong các quá trình tâm thần khiến mọi người ít cởi mở hơn và ít cởi mở hơn với những lời chỉ trích. Đó. Thế là cái sự tắc đường nó gây cho mọi người bị stress vậy đó. Rồi. Bài này có hiểu không? Rồi, câu số 1. Which of the following is best title for the passage? Tiêu đề sau đây là đúng nhất cho đoạn văn. Hả? The criminal situation in Carrasca. Tình hình tội phạm Carrasca có nói không? Không hề nói tới tình hình tội phạm luôn. Loại traffic jams and their impact on Carrasca people. Ùn tắc giao thông và tác động của chúng đối với người dân. Đó. Câu gì đây? Câu B chắc chắn luôn rồi. Tại đi nằm ở đâu mấy bạn? 31. Có phải là nói về cái sự ùn tắc giao thông không? Traffic jam in Carrasca, cause and solution. Ùn tắc giao thông ở Carrasca, nguyên nhân và giải pháp. Cái bài này không hề đưa ra nguyên nhân, cũng không hề. Nó chỉ đưa ra nguyên nhân thôi mà nó không đưa giải pháp đúng không? Loại câu C. Venezuelan Society and Psychiatry. Sorry, mấy đứa cô chưa có nhớ từ đại động sao á. Hiệp hội phân tâm thần học Venezuela. Rồi, ok, 31 câu. Câu B ha. Cái sự cùng tốc giao thông ha. Quá, nó quá là kẹt xe đi mấy đứa. Nè, rồi, tiếp nha. Câu 32. The word they in paragraph 1 refer to. Cái từ đây trong cái đoạn 1 nó đến nói đến ai nè. Nè. What to do when they are in traffic jam? Ai đây? The situation is so bad that gì đó, bác sĩ tâm thần has begun to give advice to commuters about what to do when they. Có phải là commuters không? Những người đi làm không? Rồi, cô sẽ nói, giải thích nè.
cái từ đây là sẽ nó sẽ thay thế cho commuters là những người đi làm. Mình có traffic jam chính là tắc đường nè, psychiatrist và curious bác sĩ tâm thần, commuters người đi làm và advice lời khuyên ha. 32 sẽ là thay thế, cái từ đây sẽ thay thế cho commuters, ok chưa? Which of the following is not true about traffic jam in Karaska? Điều này xong đây không đúng về cái sự việc tắc đường ở Karaska, kẹt xe đó, thẳng là kẹt xe đi. Traffic jam in Karaska are not as bad as in other part of the world. Câu này nó có ngay đầu tiên luôn. Has some the worst traffic jam in the world. Có cái gì đây? Giao thông. Cái kẹt xe tệ nhất trên cái thế giới này. Mà nó dám nói là không có tệ. Nè. Ùn tắc giao thông ở Karaska không tồi tệ như những nơi khác trên thế giới. Đúng không? Thì nó sai rồi. Nó nói not true mà. Đúng không? Câu A. Được chưa? People may suffer health problems because of the jam. Mọi người có thể bị ảnh hưởng sức khỏe bởi vì kẹt xe. The jams are caused by rapid increase in car ownership. Ùn tắc giao thông là do sở hữu ô tô tăng nhanh. Đó. Road rage, for example, shoot out như bắn súng không biết đó. Is one of their consequences. Cơn thịnh nộ trên đường, ví dụ như là những trận đấu súng là một những hậu quả của kẹt xe tắc đường đó. Mày này tới đây cũng hiểu ra khá mới đúng mới trả lời được tốt ha. Khá là mừng. Rồi, ok. Đây là câu số 34 nè. Paralyze ở đoạn thứ hai, nó đang muốn nói về cái gì đây? Thấy chưa? Paralyze hồi nãy câu dịch là tê liệt ha. Rồi nó làm tê liệt cái hệ thống giao thông, đúng không? Tất cả cái quận bị tê liệt và cái tình hình sao nó cực kỳ hỗn loạn. Mình có block là bị chặn. Em thì là trống rỗng. Exhausted là cạn kiệt. Noisy là ồn ào. Rồi, có gì đây? Paralyze chính là bị tê liệt thì sao? Bị block hay bị chặn, những cái đường nó bị chặn đi. Đó. Những cái con đường nó bị chặn như là những con đường nó bị tê liệt, bị đứng yên lại mới được. 34 câu. Ai. Rồi, it can be inferred. Câu này thì mình phải suy luận từ cái đoạn văn rồi ha. It can be inferred from the text that paralyze không có giống như paral không cô à không, cái từ này là bị type sai đó em. Đây đây đây, cái từ này nó bị type sai đó, cái này chữ y dài đó, y dài nha, nó là paralyze á, cái từ này nó bị mất cái chữ dấu ở dưới đó đó, nó là paralyze nha, sorry, nó bị mất cái chữ y dài đó, thành chữ v đó, nó là paralyze chứ không có cái từ mà paravờ chữ vậy ha, đó thảo nào hả, đúng rồi đó. Câu ai nha, block bị chặn rồi, ok. It can be inferred, cái bài này nãy cô giải thích rồi ha, mình sẽ suy ra được 35. It can be inferred từ cái suy được từ bản văn. People have no choice other than to leave home at 5 a.m. to drive to work. Mọi người không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc rời khỏi nhà lúc 5 giờ sáng để lái xe đi làm. The stress caused by traffic jams make drivers suffer physically and mentally. Căng thẳng do tắc đường cho làm cho người lái xe đau đớn về thể chất lẫn tinh thần. Car owners in Karaska are being open to criticism. Chủ sở hữu xe hơi ở Karaska đang công khai trước những lời chỉ trích, không có nói tới. Most people working in Karaska are commuters. Hầu hết những người làm việc ở Karaska là những người đi làm. Rồi, câu nào đây? 35. A, B, C, D. Which one? Oh, Nam Phương cô B đúng rồi ha. Rồi, những cái căng thẳng cái này là đúc đúc kết từ đoạn văn như mới được. Nha, Đức Tiến. Cái câu của em nó chỉ là ở cái câu của ở cái câu cái đoạn cuối cùng thôi đúng không, à không, cái đoạn kế cuối này, cái câu trả lời của em nó này nó nằm ở đây nè, nó nằm ở đoạn kế cuối, nhưng mà nó đang hỏi là cả cái đoạn văn này nó muốn nói cái gì đúng không,
The task cả liên quan muốn nói cái gì? Nó nói là những cái áp lực, những cái stress này đó, nó gây ra bởi những cái, nó gây ra bởi tắc đường làm cho người lái xe đau đớn về thể chất lẫn tinh thần đó, để lại những cái hậu quả xấu, đúng không? Năm 35 là câu phòng bi ha, bi sẽ đúng nhất cho cái đoạn văn này. Ok chưa? Theo kịp thôi các bạn. Rồi các bạn tiếp theo cũng rất là hay, các bạn kén để ý xíu đó. Tiếp theo khá là hay. Cũng như hồi nãy là cô không biết đọc mấy cái tiếng địa phương, là cô sẽ không biết đọc cái tên này là sao. Là ông tên là Joao Carlos Martin ha. Rồi cô sẽ gọi ông là ông Martin, Martin. Tại vì cô không đọc, không biết đọc cái từ Joao Carlos này nó đọc sao hết. Nó là tiếng Tây Ban Nha, là tiếng Brazilian, là tiếng Bồ Đào Nha hả? Tiếng Brazil. Rồi, cô sẽ gọi mình là một ông Martin, ông Martin. Rồi, ông Martin. Martin is a famous Brazilian classical pianist and conductor. Rồi cái ông Martin này là nghệ sĩ piano và nhạc trưởng, conductor, nhạc trưởng cổ điển nổi tiếng người Brazil. Nhạc trưởng ha. Còn pianist là mấy đứa biết là nghệ sĩ dương cầm, nghệ sĩ piano rồi ha. He has played in many of the world's greatest concert hall. Ông ấy đã chơi ở nhiều phòng hòa nhạc thử nghiệm ở trên thế giới. However, his career hasn't been easy and his life has taken him in many different directions. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh ấy không hề dễ dàng và cuộc đời đã đưa anh ấy đi theo nhiều chiều hướng khác nhau. Đó, đây là cuộc kết sơ lược về của ông. Martin was born in 1940s. Ông Martin được sinh ra vào năm 1940. He learned to play the piano when he was a child. Ông học chơi piano khi mà ông còn là một đứa trẻ, một thanh thiếu niên, đúng không? Một thiếu niên. And as a teenager, he performed in a concert around the world. Và khi mà ông lớn lên, ông trở thành vị thành niên thì sao? Ông đi diễn ở khắp nơi trên thế giới. But when he was in his late 20s, nhưng mà khi ở tuổi 20, tuổi đôi mươi, he had to stop playing the piano after he broke his arm very badly while playing soccer. Nhưng mà ở lúc ông 20 tuổi thì sao? Ông phải ngừng chơi piano sau khi bị gãy tay rất nặng tại vì chơi bóng đá. It was terrible time for Martin. Đó là khoảng thời gian khủng khiếp đối với Martin. For 4 years, he couldn't look at a piano. Trong 4 năm, anh ấy không thể nhìn vào một cây piano. He couldn't even listen to classical music. Nấy thậm chí không thể nghe nhạc cổ điển. Eventually, he decided to become a manager of a boxer from Brazil. Cuối cùng, anh ấy quyết định trở thành người quản lý của võ sĩ, quản lý nhà managers đến từ Brazil. When the boxer won the world championship a year and a half later, khi mà võ sĩ này giành chức vô địch thế giới 1 năm rưỡi sau đó, Martin looked at him and thought that if this man could be a champion, then he could play the piano again. Martin nhìn cái người đàn ông, những người võ sĩ này và nói rằng, nếu người đàn ông này có thể vô địch, ông này có thể làm được, thì sao? Thì mình cũng có thể chơi piano thêm một lần nữa. So he took up the piano again and practiced for longer and longer every day. Vì vậy, anh ấy lại cầm cái đàn lên, ngồi xuống cái đàn chơi và luyện tập mỗi ngày một chút, lâu hơn mỗi ngày. Then in 1974, he gave his first big concert in 6 years. Sau đó vào năm 1974, ông tổ chức buổi hòa nhạc lớn đầu tiên sau 6 năm tại đâu? At the Carnegie Hall in New York, tại cái quảng trường Carnegie ở New York. Rồi, there were over 3,000 people there and they loved his performance. Có hơn 3.000 người ở đó và họ yêu thích màn trình diễn của anh ấy. It was the most amazing moment of his life. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cuộc đời anh ấy. He performed in concert for another 7 years. Anh ấy biểu diễn trong cái buổi hòa nhạc trong trong thêm 7 năm nữa. But then he had to give up because of repetitive strain injury. Và sau đó anh hay phải buộc bỏ cuộc vì chấn thương. Cái chấn thương này gọi là gì đây? Chấn thương căng thẳng lặp lại, là cái gọi là RSI, kiểu như là
extreme pain in his hand caused by too much playing. Cái chấn thương này nó được gây ra bởi do chơi quá nhiều ha, chơi quá nhiều nó bị căng cơ. Căng nghĩa là mình cứ cái cơ mình cứ kéo ra kéo vô hoài, nó sẽ bị mất cái chức năng luôn ấy đó. This time, Martin, now in his early 40s, became a politician. Và cái thời gian này, ông Martin lúc này đã ngoài 40 tuổi. À, ông chơi từ năm ông bị gãy tay năm 20 đúng không? Xong rồi sau này ông chơi là piano, và lúc mà ông 40 tuổi ông trở thành một chính trị gia ha, political, một chính trị gia. Sau những cái cuộc thăng trầm của ổng thì ổng lại là chính trị gia ha, không ai ngờ tới hết. Rồi. However, Martin couldn't stand being a politician. Tuy nhiên, Martin không thể chịu đựng cái việc mà ông trở thành một chính trị gia. So once again, nên là thêm một lần nữa, he went back to the piano. Anh ấy quay lại với cái đàn piano của anh ấy. All was going well until one day. Tất cả đang diễn ra rất tốt đẹp cho đến một ngày. Vào năm 1995, a terrible thing happened. Một điều khủng khiếp đã xảy ra. As he was leaving a concert, khi anh ấy đang rời, khúc này hay mới được. Khi anh ấy đang rời khỏi cái buổi hòa nhạc, two men attack him. Hai người đàn ông tấn công anh ấy. He suffered a serious brain injury. Anh ấy bị chấn thương sọ não nghiêm trọng and lost all the movement in his right hand. Và mất toàn bộ cử động ở tay phải. But Martin didn't want to give up. Nhưng mà Martin không muốn bỏ cuộc. He kept playing. Anh ấy tiếp tục chơi, but just with his left hand. Nhưng mà chỉ bằng tay trái thôi, tại vì chấn thương tay phải rồi. A few years later, vài năm sau, he lost the use of his left hand and became a conductor. Anh ấy mất khả năng sử dụng tay trái và trở thành một nhạc trưởng. Ông này ông lên xuống nhiều ha. Nào là bị gãy tay nè, nào là bị làm một chính trị gia nè, xong rồi bị đánh, gãy tay phải, xong rồi lại chơi bằng tay trái, xong rồi hư luôn tay trái luôn. Now, in his 80s, bây giờ ở tuổi 80, Martin is still working and has conducted more than 1,000 concerts in his career. Martin vẫn đang làm việc và đã thực hiện được hơn 1.000 buổi hòa nhạc trong sự nghiệp của mình. Mấy đứa thấy của ông trời cuộc đời này thăng trầm á mấy đứa. Biết cái này mệt mỏi là cái tay của ổng gãy lên gãy xuống hoài luôn. Năm 20 tuổi tự nhiên gãy tay, xong rồi gần cuối đời đã đi biểu diễn được bị đánh gãy tay nữa. Xong rồi chơi chơi nốt tay trái, gãy xong rồi hư tay tay trái. Xong rồi cuối cùng là thành conductor, là nhạc trưởng. Nhạc trưởng không có chơi nhạc, đứa nhạc trưởng là cái người mà điều khiển cái ban nhạc á. Thôi cuộc đời mày thăng trầm quá ha. Rồi ok. Câu số 1. What is the main idea of this reading? Cái bài ý chính của bài đọc mình là gì mấy đứa ơi? Rồi mình có nè, Martin experience and opinions. Quan điểm và kinh nghiệm của ông Martin. Rồi, Martin and his first piano concert, buổi hòa nhạc đầu tiên của Martin. Martin and his and chick career. Rồi, Martin và sự nghiệp thăng trầm. Đó. Sự nghiệp thăng trầm như mấy đứa. Martin and how he deals with diseases. Martin và cách anh ấy đối phó với bệnh tật ha. Cái bài nói về những cuộc đời thăng trầm ha, của ông Martin. Ông này cũng nhận khổ thiệt. Rồi. What prevented Martin from his piano career when he was in his late 20s? Rồi có như mấy đứa nhớ cô kể chuyện lúc mà bất when his late 20s không? Lúc mà ông 20 tuổi đó. Như thế nào? He had to stop playing the piano. Tại anh ấy phải dừng cái việc chơi piano tại vì anh ấy bị gãy tay. Đúng không? He broke his arm very gãy tay lúc chơi gì đây, chơi đá banh đấy mấy đứa. Câu A, his broken arm. Câu A 37A. Làm sao mà his passion for football được? Nam Phương, ông ấy là có niềm đam mê với lại piano mà, ông đâu có niềm đam mê với đóng đá đâu. Ông chỉ là chơi bóng đá cho vui thôi mà vô tình ông bị gãy tay ha. Rồi. Câu số 47 là câu A, his broken arms, ok?
Câu số 38 là Why did Martin quit his job as a manager for a boxer? Tại sao ông Martin này ông bỏ công việc quản lý cho một võ sĩ quyền Anh? Nhớ là cái khúc sau là ông làm quản lý ở manager boxer nè. Còn là quản lý cho võ sĩ quyền Anh luôn ấy chứ. Rồi, tại sao ông lại bỏ công việc của ông? He couldn't do boxing due to repetitive strain injury. Ông ấy không thể chơi quyền Anh. Rồi sai rồi. Do chấn thương căng thẳng là bị lặp lại. He was asked to organize a piano concert. Anh ấy được yêu cầu tổ chức một buổi biểu diễn hòa nhạc piano. Có được yêu cầu không? Không luôn. He was fired after the boxer won the championship. Anh ấy bị sa thải sau khi võ sĩ đã giành chức vô địch. Đâu có bị sa thải đâu, biết đó. Câu D. He wanted to follow his dream of being a pianist. Anh ấy muốn theo đuổi ước mơ trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Câu D ha. Thế là ông thấy là cái thằng võ sĩ này tại sao mà nó thắng được giải huy chương championship mà ông không làm được, đúng không? Nên là ông bắt đầu chơi piano lại, ông muốn theo đuổi ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm của ông. Ok, câu số 39. The word he in paragraph 3 refer to. Cái từ he ở trong đoạn số 3 nó nói về ai đây? Rồi mình sẽ đến đoạn 1 nè, đoạn 2 nè, đoạn 3 nè. Rồi đoạn số 3 là eventually when he could play piano again. Bạn thấy chữ he không? He đang nói về ai đây? Dễ lắm. Mình có this man Martin the Boxer Championship. Tại sao cái thằng mà võ sĩ nó được chức vô địch? Thì tại sao ông này không được chức vô địch, nên là ông phải he could play piano again, nên là ông Martin sẽ bắt đầu chơi lại piano lại ha. 38 câu. Dính câu bi ha. Vì quá dễ. Rồi, câu số 40. The phrase took up in paragraph 3 is close in meaning to. Cái từ took up nó là cái từ đồng nghĩa với gì đây? Đây là bắt đầu là ngồi lên đúng không? Ngồi lên took up. Nó như là take up á mấy đứa. Bắt đầu. Mình có stop, started, brought và built. Took up là nghĩa là bắt đầu đúng không? Thì bắt đầu là gì? Started, có be. Ok. Quá dễ. The phrase couldn't stand in paragraph 4 close in meaning to. Mình có couldn't stand. Anh ấy không thể chịu đựng cái việc mà ông ấy làm một cái nhà chính trị gia. Không thể chịu đựng được, đúng không? Mình có extremely love là cực kỳ yêu thích. Truly dislike là hoàn toàn không thích. Rồi, usually ignore, thường bỏ qua. Completely avoid, hoàn toàn tránh. Avoid nha. Để bị thiếu hai chữ. Hai lại. Completely avoid. Rồi, ông ấy không thể chịu đựng được là gì đây? Hoàn toàn không thích hả mấy đứa? Hoàn toàn không thích. Truly dislike. Truly dislike. Take up hay giờ sai rồi. Hai cái nó cũng khá là đồng nghĩa. Took up. Thầy thấy được ha? Nó gần nghĩa với nhau mà close meaning mà. Từ take up nó đồng nghĩa với lại started. Start ha? Start. Took up là quá khứ của take up mà started là quá khứ của start ha? Rồi. 41 câu của B ha? 42. Which of the following can be inferred from the passage? Cái mệnh đề nào sau đây có thể được suy ra từ đoạn văn? Rồi. Martin concerts are among the biggest piano concert in New York. Martin. Buổi hòa nhạc của Martin là một những buổi hòa nhạc piano lớn nhất New York. Không có nói không? Không nói à. Nothing can stop Martin's passion for piano and music. Không gì có thể ngăn cản niềm đam mê piano và âm nhạc của Martin. Martin enjoyed changing job when he was young. Martin thích thay đổi công việc của ông ấy khi ông ấy còn trẻ. Martin was attacked because of his unpopular political opinion. Martin bị tấn công tại vì những cái quan điểm chính trị không được lòng dân. Câu gì đây? Câu B ha? Không ấy thể ngăn cản cái niềm đam mê đối với âm nhạc của Martin. 42. Rồi, ok. Oh, wow. Câu C hả? Rồi. Mày nghĩ là usually ignore, thường bỏ qua hả?
Và có lại cực kỳ yêu thích Extremely Love. Sorry, cô quên ghi nghĩa các bạn, tôi tưởng các bạn ghi kịp. Rồi, complete level là hoàn toàn tránh rồi. Rồi, vâng, kịp chưa? Vâng, kịp chưa tê? Cô để có gì em chụp màn hình lại ha. 42B câu hỏi là gì đây? À, which of the following can be inferred from the passage? Điều nào sau đây có để được suy ra từ đoạn văn? Được không? Có nghĩa là cái câu này yêu cầu các bạn phải đọc hết đoạn văn, các bạn rút ra được một cái kết luận. Đó, kết luận là đúng nhất mình xin câu đó. Kết luận nha. Không có gì có thể ngăn cản được niềm đam mê của ổng đối với lại âm nhạc. Đúng không? Đúng không, Mai Tuyết? Rồi, ok. Mình còn một số câu mình sửa nhanh rồi mình nghỉ ha. Mình còn câu 43 đến câu 50 nữa, 7 câu nữa. Rồi. Ok. Synthetic detergents release phosphate into the waters that can cause pollution problems. Chất tẩy rửa tổng hợp giải phóng phosphate vào nước và gây ra các vấn đề ô nhiễm. Rồi. Mình có synthetic, the, that and pollution. Câu này sai gì đây? Ở đây mình có that đúng không? Mình là quan hệ đúng không các bạn? Mình là quan hệ đúng không? Mà tại sao that đi với dấu phẩy được? Sai rồi, câu 43 câu gì, câu C đổi thành gì? Which đúng không? That thành which. That thì làm sao đi dấu phẩy được, chỉ có which thôi. Mình là quan hệ. Ha. Dễ ha. Rồi câu tiếp theo 44, only a small percentage. Các bạn có theo kịp không ta? Rồi. A glass is recycled. Câu này bị thiếu cái này. Dưới nè. Đó. But market for recycled glass is growing steadily. Chỉ một tỷ lệ nhỏ thủy tinh được. Chỉ một tỷ lệ nhỏ thủy tinh được tái chế. Nhưng thị trường thủy tinh tái chế đang phát triển ổn định. Rồi bên đây mình có chữ market. Các bạn thấy chữ market của cô không? Là số nhiều đúng không? Danh từ số nhiều cho nên là động từ với chi dạng số nhiều. Tại sao is growing được? Phải là are growing ha? Market là danh từ số nhiều. Đó, cho nên là động từ với chi số nhiều. Thay đổi thành is thành are growing ha? Cái chưa 44 là câu G ha. Rồi, bạn chắc theo kịp ha bạn. Cái chưa tiếp nha. Rồi the slum, khu ổ chuột. Đó, slum là khu ổ chuột, khu ổ chuột. The slum is characterized by indigenous immigrants who are extremely poor and lacking the basic resources of a normal life. Khu ổ chuột này được đặc trưng bởi những người dân nhập cư. Rồi, những nhập cư gì đây? Những người cực kỳ nghèo và thiếu các nguồn lực cơ bản của một cuộc sống bình thường. Mệnh đề quan hệ này nè, mình có mệnh who are này, đây là một mệnh đề quan hệ đang được chia ở thì hiện tại đơn. Đúng không? Mà lack. Lack ở đây là động từ thường nên không phải chia lacking nha các bạn, phải chia là lack thôi. Mình đề đang ngỡ thì hiện tại đơn. Thì không phải nào chia lacking được, phải chia là lack được không? Bốn mươi lăm câu chi hay các bạn. Rồi một số cũng xíu nữa rồi, cố lên. Mệnh đề quan hệ đang được chia hiện tại đơn thì sao? Lack là động từ thường nên mình không chia là lacking, không chia bất yên mà chỉ chia là lack động từ thường thôi, giữ nguyên mẫu ha. Rồi câu 46, I was singing in the bathroom when my sister came in. Tôi đang hát nhà tắm thì em gái tôi bước vào. Câu A,
My sister came in while I was singing in the bathroom. À, đúng rồi, câu A còn gì nữa. Con gái tôi vào trong khi tôi đang hát nhà tắm. Rồi, 46 câu. Ê, tiếp. Vậy công xử nhanh ha. Rồi, 47. Sarah's parents kept telling her to settle down in a big city. Bố mẹ Sarah liên tục bảo cô ấy lập nghiệp ở một thành phố lớn. Mình keep telling, mình có suggested là đề nghị nè. Đề nghị nè. Rồi, insist là gì đây? Khăng khăng. Didn't ask là không yêu cầu. Prevented là ngăn cản. Rồi mình có keep telling nè. Liên tục bảo đúng không? Liên tục bảo. Rồi có gì khăng khăng không yêu cầu là gì đấy? Còn bi ha, khăng khăng là insist that she settled in big city. Bố mẹ Sarah khăng khăng là quấy nên ổn định cuộc sống ở một thành phố lớn. Ok, bốn bảy câu. B. 48. Rồi, it's the best way your essay can be ready for submission before Friday. Tốt nhất là bài luận của bạn nên được sẵn sàng nộp vào trước thứ sáu. Câu gì đây? Your essay should be ready for submission before Friday. Câu A ha? Bài luận của bạn nên sẵn sàng để nộp trước thứ sáu. Quá đúng rồi. Các bạn đọc những cái câu lại thì nó sẽ sai nghĩa ha. Sai nghĩa nên là mình sẽ phanh câu A. Rồi. 49 nè. Mr. J. Các bạn theo kịp không? Còn hai câu cuối ha. Mr. J received a COVID-19 positive test result. Immediately, he was sent to the hospital. Ở đây là anh ấy vừa nhận ngay lập gì ta? Ông Mr. J, ông anh J nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với COVID. Ngay lập tức, mình có immediately. Anh ấy được đưa đến bệnh viện. Mình sẽ có cái câu cấu trúc gì đây? No sooner than nó bằng nghĩa với lại ngay vừa luôn ha. Vừa thì vừa được. No sooner had Mr. J test positive for COVID-19 than he was sent to the hospital. Anh J vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID thì được đưa đến bệnh viện ngay tức khắc. Ok nha, mình có cấu trúc no sooner nghĩa là vừa mới thì, vừa kịp thì ha, vừa mới ngay chọc, ngay tấp, ngay tức khắc. Ok. Câu số 50. Josh is going to buy a tablet PC. He hasn't got much money. Josh sẽ đi mua máy tính bảng, anh ấy không có nhiều tiền. Câu gì đây? Câu A luôn ha. Even though Josh hasn't got much money, he's going to buy a tablet PC. Mặc dù anh ấy Josh không có tiền, nhưng mà anh ấy sẽ mua chiếc máy tính bảng. Rồi. Ok. Cái gì mấy bạn xem lại cho cô nha. Những cái câu lại thì nó sai nghĩa ha. Đúng rồi, vừa mới thì. Nè, no sooner than là vừa mới thì. Anh trai vừa có kết quả xét nghiệm âm tính thì được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Nó sẽ đồng nghĩa với lại immediately. Ok nha. Rồi, mấy đứa có câu hỏi gì cho cô không? Thôi cô off với mấy đứa. Rồi, ok, bye bye. Hẹn gặp các bạn vào thứ 6 ha. Bye bye.